Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa thầy quý sư cô từ đường đại chúng. Thưa thầy, cho con xin thầy khai thị cho cái công phu của con mấy ngày nay á. Và thưa thầy, mấy ngày hôm nay á thì cái thân của con á hắn bị bệnh á nên là rất là mệt. Nên khi mà con công phu á thì cái công phu của con hắn cũng giống hắn cũng không có rõ ràng nữa thầy. Nó cũng mệt giống như cái thân của con á, mặc dù con cũng tự nhắc nhở với bản thân mình phải hỏi câu hỏi rõ ràng, nhưng mà tuy nhiên thì nhưng mà khi mà con công phu á, lúc đầu con cũng hỏi rõ, sau đó nó bị trì trễ, nó không có rõ ràng mà nó mơ mơ hồ hồ á, thì con cũng xin thầy khai thị cái chuyện này để cho con có thể chỉnh lại cái công phu của mình. Con xin cảm ơn thầy. Cái vấn đề đó là cái vấn đề chung của chúng ta. Đối với lại cảnh duyên, chúng ta cũng bị cục chặt, bị chi phối trên cảnh duyên. Rồi đối với thân chúng ta cũng bị cục chặt trên đó. Đến tâm chúng ta cũng dính mắc ở trên đó. Nó cục chặt dính mắc là do cái thuần thục của ngã chấp mình, cái thọ tưởng của mình á, nó thiệt là thuần thục á. Này cũng hay ví dụ á, ví dụ đó là thực tế. Tại có những người hành giả thâm thiền á, cũng vậy á, giống như thân mình nó dính với cái tâm mình á, nó thành ra giống như là một vậy. Rồi nếu mà cái chấp nữa thì thế giới giống như là nó dính chặt với nhau hết á. Cho nên cái gì nó cũng làm mình chi phối, cái gì cũng có thể làm mình bị dao động. Nhưng mà nếu mà mình á quét sạch cái ngã chấp bớt được á, quên thế giới, không chạy thêm cái âm thanh sắc tướng bên ngoài á, thì nó sẽ bớt được động tịnh hay là hay dở lạ quen gì đó, nó không có bị chi phối, nó bớt dần. Đó là trên cái công phu, chứ không phải là mình nhắm mắt, như mình nhốt mình ở trong phòng. Được công phu nữa thì cái thân mình ở đâu nó cũng quên. Chờ công phu nữa đến cái tâm nó cũng quên đó. Thì đến chỗ đó cũng là đến chỗ vô tâm, đến chỗ khởi đầu, đến cái nguồn gốc của ngã chấp đó, từ tâm rồi thân rồi thế giới đó. Nó luôn luôn á, nó sinh khởi như vậy. Thì những cái vị hành giả chúng ta cũng vậy, bản thân chúng ta cũng có kinh nghiệm trên đó, đó. Giống như khi mà ngồi thiền á, nó mệt, nó đau. Nhưng mà nó đau á, tại vì cái tâm mình nó bị cột này, tâm mình không có được phóng túng á, không có được tự do cái kiểu mà theo cái sở thích của nó. Cho mình thấy nó phóng túng, thấy nó mệt, thấy nó đau, mà giống nghe tiếng chuông, tiếng mõ báo hết giờ cái nó hết đau. Cái thấy nó hết mệt là nó phấn khởi lên liền, nó muốn chạy ra ngoài, giống như là học trò chúng ta cũng vậy. Đi học á, mà ngày nghỉ thì nó mừng, thấy không? Nó học cho là mệt, cho là vất vả. Nghỉ hay là cô giáo bệnh hay thầy giáo bệnh không đến, một cái nó la lên liền, thích thích chơi, nó thích kinh khủng. Đó là cái mê muội của mấy cái đứa ham chơi á, của cái cảnh học trò. Thì chúng ta cũng y như vậy trong mặt khác á. Cho nên tại sao mà Đức Phật nói phải lợi dụng cái sức khỏe còn mà lo tu, chứ cái đợi tới già tới bệnh mới đây, không bao giờ vô thường, không có đợi. Bạn phải luôn luôn tu và phải luôn luôn khắc phục cái khó đó của mình, cái sai lầm đó của mình, cái tưởng, cái thọ của mình. Thì nói về cái đau á, cũng là cái tưởng thôi. Giống như mình thấy cái chân mình mà đang ngồi nó đau, đau dữ lắm, nghĩ chắc là sắp bại liệt rồi đó, nhưng mà buông xuống cái nó hết, không có thấy miếng đau nào hết, hay là chưa cái buông này hết giờ đã thấy hết đau rồi. Đó là cái đánh lừa của cái cảm thọ, của cái tưởng thọ và tưởng. Thì thân chúng ta đã thuần thục với nó từ nhỏ đến lớn, theo thân với tâm nó dính chặt, cho nên mình cho là mình, tay đó là mình, chân đó là mình, cho là mình mà. Cho nên đó, tới hồi cái chân nó bị bệnh thì nó mới khỏe người ra, nó không có bị ảnh hưởng đến cả toàn cơ thể, không ảnh hưởng đến tim mạch, phổi, gan, vân vân. Thì tới hồi nó đi, nó phải đi thôi. Hay là trong cơ thể, cái tạng phủ của mình á, ngũ tạng lục phủ, giống như là
cái gan hay cái mật gì nó đi á, phải cắt đi, là nó từ từ nó chia tay ra. Nhưng mà khi mà nó đi mình cứ cảm thấy hay là tự nhiên nó bị đau cái đó, mà đâu còn ở đó để mà đau, giống như chân đau thì ra chân đã cắt mất rồi còn đâu nữa mà đau. À, giống như là cái vị Phật tử đó, nó ông cắt hết cả cái chân luôn á, cắt tới cái đùi luôn á, mà cái bàn chân nó cứ ngứa, bàn chân nó cứ đau. À, cái bàn chân không có mà nó cứ ngứa, nó cứ đau tới cơn đau, tại nó đau từ nhỏ đến lớn, nó đau liên tục rồi nên nó thành một cái quen rồi. À, tới hồi nó ngứa cái bàn chân mà không có bàn chân để gậy. À, nó đã in sâu ở trong cái não á, trong cái cảm thọ, trong cái thức á, cho nên nó chấp cái thân á, là ta, nên nó cứ đau. Rồi cái chân đã mất, cái thân đã mất, nó vẫn vẫn còn đau và còn nhức. Thì nó có cái lại này, ông nói trời không có chân mà giờ nó ngứa quá, nó ngứa điên cuồng, làm sao mà gãi, không có chân lấy gì để gãi để mà đã cái ngứa đây. Ông không biết làm sao, phải hỏi bác sĩ. À, bác sĩ nói bây giờ phải đau chân trái, gãi chân phải, đánh lừa cái cảm thọ, cứ gãi xoa chân phải, mà đã phải một hai lần, phải 1 tháng 2 tháng, cả năm trời mới có thể xóa được cái ký ức đó, xóa được cái thọ tưởng đó, cái nhớ đó. Do vậy mà không có chân mà phải cả năm trời mới làm thành được cái đó, mà đó phải tập. Thì chứng minh rõ cái ngã chấp của chúng ta nó rất là kinh khủng. Chứ không có mà nó vẫn thấy. À, không chỉ là cái vấn đề bên ngoài thế giới nó chấp thật, nhưng mà khi nó chấp thật nó điên đảo, nó phiền não, nó khổ đau kinh khủng. Trên trên thân mình cũng vậy, lúc khỏe lúc bệnh á, là nó chi phối mình hoàn toàn, tại mình đã quá là thân thuộc với nó. À, trên cái niệm phân biệt, nên tại sao mà mình thấy những người bậc tu hành chân chính giống như là hàng tôn giả đệ tử Phật ngày xưa, người ta vẫn khỏe khoắn, người ta vẫn đầy đủ, gọi là chư tổ đại cái đến cũng từ từ thời Phật cho tới nay. À, người ta cũng thực hành và cũng tu được giác ngộ, cũng được chứng tánh, mà người ta vẫn bao nhiêu gian khổ khó khăn gì họ vượt qua được hết. Còn mình á, thì một chút xíu vượt qua, ngủ mà mất chịu không nổi, mà hơi đau lưng mỏi chân là thôi muốn ngưng muốn nghỉ rồi. Thì hỏi làm sao mình khắc phục được cái đầu thứ hai đó, làm sao mình có thể khắc phục được cái ngã chấp đó, nếu không có cái tâm trực hành đoan, không có nhờ cái quy củ của Tùng Lâm, không có nhờ cái giới luật của Phật á, thì mình á, nó sa đọa và nó hư hỏng, từ hư hỏng đến hư hỏng thôi. Nên là nói đối với người hành giả tham thiền phải trực tâm, nó là trực tâm là đạo tràng, phải có cái tâm dũng mãnh, cái tâm tinh tấn, luôn công phu luôn tu tập, đừng bị cái vô minh ngã chấp đó, nó chi phối, nó sai bảo mình, nó luôn luôn nó sai bảo mình, mà nó sai bảo mình đó âm thầm mình cứ cứ theo nó thôi, không có dám nghịch ý của nó nữa. Thì đó là do cái chấp tâm của chúng ta đối với thân, cho nên cái thân nó suy thì mình cũng công phu mình cũng bị ảnh hưởng. Nếu mà công phu mình là tốt á, thân thì cái thân nó có suy nữa, công phu vẫn là công phu, không có ảnh hưởng, không dính mắc. Trên có chết rồi á, công phu nó vẫn là công phu, nó qua một cái thân khác, nó tiếp tục tu cho đến khi mà được thức tỉnh ra khỏi cái mờ mắt chim bao, tức là được làm chủ chính mình, tự do tự tại. À, thì trên cái vấn đề đó là mình phải luôn luôn, thì cái hiện tại của mình đó là cái phải vượt qua, đó là cái bệnh duyên nè, đó là hoàn cảnh phải vượt qua. Mà vượt qua không phải là cái gì, phải là gồng mình hay là làm gì, bệnh thì phải uống thuốc, bệnh thì phải uống thuốc, mà trong lúc uống thuốc hay là trong lúc đau, trong lúc khổ, những cái bệnh đó cũng không có quên công phu, mà dù công phu nó cứ trì trệ, nó cứ rớt xuống rớt lên, cũng cứ đề thoại đầu khởi nghi tịnh, và luôn á nương theo thiện tri thức á, để mà với bạn đồng tu á, để mà cảnh tỉnh, để mà sắp tấn cho chính mình, cũng phải chuyên nhất tu tập thôi.
Thì đó chỉ mới là cái bệnh thôi, mới là cái bệnh thôi, chưa phải là cái gì nó nặng hơn á, bệnh nặng rồi tới chết á. Giống như ngài Lai Quả cũng nói, ở trong động mà công phu á, ở trong tịnh, xin lỗi, ở trong tịnh mà công phu được 10 phần á, ra động còn có một phần. Lúc khỏe mình thấy công phu á, thì là tinh tấn tinh cần á, 10 phần, động tịnh dũng tu tốt á, 10 phần, mà lúc bệnh chỉ cần có một phần. Đó, lúc bệnh có một phần là cũng không có công phu nữa, nó cứ hành mình, nó cứ làm mình mệt, nó cứ làm mình như thế này, làm mình như thế kia. Lúc bệnh á, còn có một phần thôi. Mà lúc bệnh á, mà tu công phu dày dặn đến 10 phần đi, lúc sắp chết á, trước khi chết á, tứ đại phân ly á, nó đau đớn và nó kinh khủng cỡ nào á, lúc đó công phu chỉ còn có một phần. Chứ là phải là nó tốt hay là nó tốt luôn đâu, mà tới đó nó mất mất dần. Hay lúc trẻ 10 phần, lúc già còn một phần. Tại cái đầu óc mình á, nó cứ lẫn, nó cứ quên quên trước quên sau, lẫn tới lẫn lui. Công phu muốn công phu đâu có được, nó cứ nhớ chuyện quá khứ, nó cứ buồn chuyện này, nó gây gổ chuyện kia, nó không có ngồi yên. Nó đều là do cái vô minh và ngã chấp, cái tập khí ngàn đời của mình. Nên phải ý thức công phu, giữ công phu luôn luôn và liên tục. Đó nói là quyết tử mà có chết cũng không buông xuống cái công phu nữa. Chứ này mới có bị ấy, thiệt thòi xíu xíu là nổi gai ốc lên rồi, là phùng mang trợn mắt gân cổ lên cãi rồi, thì sao mà nói là chết cũng cũng không buông xuống công phu. Mới có chút xíu thôi, một cái lời nói mà hiểu lầm thôi là dội ngược rồi. Vì cái đó mình phải suy nghĩ lại cái công phu của mình, cái niềm tin tin tưởng tâm của mình, cái phát nguyện của mình có hành được hay không. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Thưa thầy, qua cái bài pháp hôm qua thầy khai thị cho con, thì bản thân con cảm thấy rằng là đúng là khi con những cái lời chia sẻ dạy của thầy, những lời dạy thầy cho con, mình tự nhìn thấy bản thân của mình đúng là trên cái sự công phu của mình á, mà mình không làm trên chủ trên cái công phu, mà mình bị dao công phu bị dao động bởi cái cảnh duyên bên ngoài, bởi cái thân, bởi cái tâm, bởi tất cả mọi thứ, làm cho công phu của mình nó không có, như thầy nói, lập hạnh đó, mình không có chuyên chuyên nhất theo cái hạnh, theo cái quy củ của mình, mà mình toàn bị cái duyên bên ngoài chi phối. Thì thực sự là bản thân con á, con cảm thấy rất là hổ thẹn, bởi vì qua những cái duyên, cái cảnh qua trên cái thân rồi, mình mới cảm thấy rằng công phu của mình chưa thật sự chân thật, mà mình cũng chạy theo cái tướng thôi. Thì con cũng xin thầy sách tấn dạy thêm cho con, để con có một cái động lực cũng giống như một cái niềm tin rõ ràng để con công phu tiếp theo ạ. Con xin thầy khai thị giúp cho con ạ. Con xin cảm ơn thầy. Thì thực sự cái công phu của chúng ta, nếu có cái niềm tin tự tâm và có một cái phát tâm dũng mãnh, tinh tấn trên cái công phu của chúng ta, siêng năng chăm chỉ trên cái sự thực hành của chúng ta, tức là chỉ đề thôi đầu khởi nghi tình. Nếu không phải là ức chế, không phải là đè nén, nó rất là bình thường. Giống như cái tâm chúng ta, cái bình thường chúng ta suy nghĩ, bình thường chúng ta ngã chấp, bình thường chúng ta phân biệt, nó phân biệt một cách vô tội vạ, và nó cứ suy nghĩ, rồi những cái niệm nào mà mình dính chặt á, thì mình phiền não thôi, mình đau khổ thôi, mà muốn buông xuống buông cũng không được, nó cứ dính chặt với mình đó. Đó tại tại vì năng sở, tại vì ngã chấp, tại vì phân biệt, tại vì tương đối đó, tốt xấu hay dở, phải quay đúng sai. Thì nó cứ như vậy. Bây giờ chúng ta là cái công phu mà cái phân biệt, cái ngã chấp chúng ta thì từ vô lượng kiếp nó thuần thục, coi như là đến, nó hình thành ra cái thân tâm thế giới này, hình thành ra cái sự vô minh ngã chấp này, nó kiên cố. Giống như Đức Phật nói, cái thân này là cái kiên cố vọng tưởng này, nó mới thành ra cái sự kiên cố. Mà đã là vọng thì nó không có thật rồi, nó sẽ tan biến. Vọng thì nó không có thật,
mà tan biến ở trong cả trăm năm, cả mấy chục năm, ví dụ giống như vậy. Và đến cõi trời thì nó còn nhiều hơn nữa, đó là do cái chấp tâm và hình thành ra cái nghiệp, cái nhân quả, nghiệp báo của cái thân tâm đó để hình thành cái ngã chấp ấy. Đó, trên bây giờ chúng ta tu là phá ngã chấp, phá cái căn bản của ngã chấp, đó là năng với sở, căn bản phân biệt cái của vô minh, đó là cái tương đối. Thì cái phá đó chỉ bằng cái nghi tình thôi, cái công phu. Thì giống như Ngài Lai Quả nói, công phu chúng ta thì nó quá lạ, giống như chúng ta biết pháp đã bao lâu đâu, thực hành. Trong khi đó thì cái sinh tử, cái ngã chấp vô minh của mình thì nó kéo dài vô lượng kiếp, vô lượng vô biên kiếp. Mà rồi chúng ta cũng có khi cũng nghe Phật pháp, cũng biết khổ, cũng biết vui đó, nhưng mà rồi nó cũng không có đi đến cái sự rốt ráo được, do cái tâm hành của mình nó không có thiết lập một cách kiên cố, một cách kiên trì, hay một cách ngay thẳng, mà tâm hành mình cứ quanh co, vẫn bị cái ý thức, bị cái ngã chấp nó lường gạt, bị cái vô minh phân biệt đó, nó vẫn vẫn chi phối mình. Thì cũng nhờ cái duyên ở nơi chánh pháp á, mà mình lại gặp chánh pháp, gặp đi gặp lại. Ví dụ giống như hay là nói kiếp này chúng ta lại gặp được chánh pháp nè, nhưng mà cũng luôn bị cái ngã chấp vô minh nó chi phối, nó dẫn dắt. Giống như là một cái việc mình đi lên dốc rất là khó vậy, trèo lên một cái cột nó khó vậy, chứ còn tuột xuống thì nó rất là dễ, hay là lăn xuống dốc thì nó rất là dễ. Thì cái đi vào cái vô minh ngã chấp á thì nó dễ, còn đến cái chỗ mà thành tựu thì nó phải nói cực kỳ khó, giống như là phải thay hình đổi dạng lột xác vậy thì nó mới được á, giống như lột hết tất cả cái ngã chấp để vô minh. Thì nói là khó với dễ, ví dụ Ngài Lai Quả nói thời đầu là khó, cái phân biệt ngã chấp đó là dễ. Mà dễ mà nó là quen thuộc thuần thục với mình á, mà mình sẽ phải làm sao mà từ cái dễ nó biến thành khó, cái quen biến thành lạ, còn cái lạ biến thành quen, cái khó nó biến thành dễ. Nên như tổ sư nói, đến khi mà công phu nó đến thời đầu và muốn khởi lên một niệm cũng khó, nó muốn đề lên, muốn phân biệt, muốn tức là niệm cái phân biệt giữa tương đối hay là phân biệt trên năng sở, nó cực kỳ khó. Cho nên đó, tại sao mà cái khó thứ tư là tu được, là cái khó thứ tư cũng là cái thời kỳ bảo nhầm á. Giống như là nói là tin được là khó thứ nhất, tin được là cái khó thứ nhất, niệm được là cái khó thứ nhì, ngộ được là cái khó thứ ba. Niệm đó là cái niệm đạo, cũng là cái nói về cái công phu, cái duy trì cái miên mật đó, khó phải dễ. Ngộ được là khó thứ ba, và tu được mới là khó thứ tư đó. Hành được, hành đây là cái buông xả tất cả những cái tập khí đó, quét sạch cái tập khí, dọn dẹp cái tập khí. Trên lúc đó muốn khởi niệm cũng khó cực kỳ, nó phải dễ. Giống như trong một cái trạng thái na già định đó, nó không có niệm lăng tăng được nữa, nó không có khởi được niệm, khó, rất là khó chứ phải dễ. Cái này khó thuộc về khó thứ tư. Mà đây em nói ý là làm sao cái dễ nó biến thành khó, cái khó của công phu phải biến thành dễ. Thì nó hoàn toàn nó đổi, gọi là thay thay hình đổi dạng, nó phải lột xác mà trải qua một cái đó nó không phải dễ, không phải đơn giản. Giống như là Ngài Hoàng Bá nói, nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Cái hoa mai của mùa đông á, thì nó phải mùa đông cực kỳ lạnh lạnh cho đến giữa đông, lạnh thiệt lạnh đến cuối đông á, nó phải trải qua một cái 3 tháng lạnh thiệt lạnh như vậy đó, thì nó mới có cái hoa mai tốt, mà hoa mai đẹp, nó gọi là hửi được cái mùi hương của hoa mai. Mà người ta muốn hửi hương của hoa mai cũng vậy, cũng phải phải chịu lạnh thì mới mới thấu được cái đó, chỗ đó.
Thì đó là cái ví dụ, cái cảnh để cho cái công phu người ta thấy thấy được cái giá trị, thấy được cái cần thiết của sự công phu, của sự tu tập, tức là cái quyết tâm của mình. Thì lập mấy cái hạnh với nguyện á, 30 năm, 50 năm hay cả đời. Giống như Ngài Trung Phong nói, giống như là nói về người người tu đó, xuất gia 3 tháng an cư kiết hạ đó, 90 ngày, tháng 30 ngày, 3 tháng 90 ngày, 90 ngày là trả cả cuộc đời, cả cuộc đời đó là 90 ngày. Tức là nói nhập hạ là khi bắt đầu tham thiền là nhập hạ. Đến khi kiến tánh là giải hạ, cũng nói lên cái gì? Cái sự công phu triệt để tuyệt đối của mình. Phải phát một cái tâm giống như vậy đó. Chứ không phải mình có mấy ngày rồi cho là tu, rồi mấy ngày phải nghỉ ngơi, phải ra, phải vô, phải này, phải nọ. Thì cái tâm mình nó không có mạnh mẽ, không có cái sức. Tức là phải phát một cái hạnh nguyện, lập một cái hạnh nguyện thì mới chiến thắng được chính mình. Mà nói ở đây, thời Đức Phật cũng có đưa ra những cái chuyện giống như chư thiện tri thức, chúng ta cũng đưa ra những cái mà để chúng ta khỏi cái phải bị mắc vào cái sai lầm. Tại vì có khi Hết đuổi rồi, được đãi rồi. đuổi kia theo cái lời nói làm cho hiểu lầm. Thì trên cái công phu, nó là công phu là đi ngược lại cái tập khí, cái thói quen, mà không phải là sợ tập khí, không phải là sợ thói quen, giống như nó là không sợ vọng, không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác trị, lời của chư tổ nói. Hay là Ngài Lai Quả nói ở giữa chỗ tán loạn, tán loạn ngay tán loạn đó tham, chỗ hôn trầm, ở ngay trên cái hôn trầm đó tham, vẫn tham làm sao cho rõ ràng. Thì chỉ có cái sự tham thiền thôi chứ không có làm cái gì khác, mà tham thiền mà cái sự thực sự tham thiền á, rõ ràng mình tán loạn nó cũng tự biến mất. Cứ hôn trầm á, rồi rồi tự nó cũng ra đi. Tất cả đi đến chỗ thành tựu á. Phân biệt gì không cần biết tới. Chỉ cần tham thiền, tức là rõ ràng trên cái công phu của mình. Đề thoại đầu một cách rõ ràng. Có nghi tình cũng đề, không có nghi tình cũng đề. Nghi tình có chứ cái miên mật liên tục cũng đề. Cho dù mình thấy được liên tục miên mật cũng không có trụ đó mà cũng phải tiếp tục đề. Tại vì thấy biết cái chư tổ nó đều là tâm trộm cắp, đều là cái ý thức nó mon men, nó xen vào để mà nó chặt đứt cái công phu của chúng ta. Nó sinh ra cái ngã chấp á, thì vẫn cứ công phu. Nếu như cho dù cái hình thức gì hay một cái tâm niệm gì mình thấy giải đãi, mình thấy tinh tấn, cũng cứ trở về đề thoại đầu một cách rõ ràng, minh bạch. Không có bị chạy trên cái cảnh duyên, trên cái tướng của thế giới, của thân hay của tâm, thì nó quét sạch mà chỉ có cái nghi tình nó mới quét sạch thân tâm thế giới, chứ còn không có cái gì mà quét nó được cả. Chỉ có cái công phu tham thiền là cái nghi tình đó, cái chân thật đó nó sẽ quét, thì nó hiện ra những cái hiện tượng gì á cũng đều là cái tập khí thôi. Tập khí giống như là ma ca diếp, khi mà đang thiền định á, chứng được cái thiên nhĩ thông, chứng được thiên nhĩ thông, còn mấy người mà chưa chứng được thì có nghe được gì? Chứng được thiên nhĩ thông thì nghe lên cõi trời Càng Tát Bà đang trỗi nhạc trời, trỗi nhạc trời thì tập khí của ông, mà ông vẫn công phu, ông vẫn tu chứ không phải là ông ngưng mà ông hưởng thụ á, không phải. Thì nghe cái nhạc trời nó trỗi á, thì tự nhiên cái thân nó đứng lên múa máy, giống như là nhảy múa vậy đó, kia là múa máy đó. Thì chúng mới nghĩ nó tại sao mà ba cái giúp bậc đại tu hành đó mà còn bị đắm nhiễm bởi tiếng nhạc. Ví dụ giống như vậy, nói chê trách đó, tôi hỏi Đức Thế Tôn, thì Đức Phật nói ma ca diếp á, ông vẫn giữ công phu, ông vẫn tu, ông vẫn định, trong định. Cái đó giống như là nhạc của trời Càn Thác Bà đó, đến cây cỏ nó còn múa máy nữa, nó là vẫn vô tình, nhưng mà cái tiếng nhạc rất là vi diệu á, rất là hay, nó làm cho mặt nước, không gian, không khí cũng dao động nữa.
vô tình còn dao động. Thì lúc đó ma ra giết cái thân đang công phu đang tu tập, cũng là giống như loại vô tình, mà nó do có cái nhân duyên của nó, nhân duyên của nó giống như cây cỏ hay là mặt nước á, thì cái duyên của nó trên cái âm thanh nó có sự rung động á, chấn động á, thì cái ma ca diếp tại vì 500 kiếp từng làm nhạc sư cho nên á, từng cái giống như từng cái thớ thịt từ từ cái sợi lông trên cái da thần kinh á, nó đều có ảnh hưởng hết rồi, cho nên nó đến cái dao động là cái bình thường, nhưng mà không có bị động trong tâm, mà không có động. Thì đó chúng ta mới mới có thể hiểu ra mà không có bị cái cảnh duyên đến lừa, cái ý thức nó đến lừa. Thì đó đủ biết là đối với Đức Phật trên cái phương tiện đó phải đưa ra cái hình ảnh đưa ra cái giải thích đó, để chúng ta cho những hành giả hay đệ tử hay bậc A-la-hán có thể phá tan cái nghi ngờ đó để mà tiếp tục công phu, để tiếp tục tu tập. Đó là cái phương tiện. Nhưng đối với cái bát nhã, tại vì chúng ta bị cứ kẹt ở trên cái tương đối tướng có với tướng không, tướng tốt với tướng xấu, tướng này với tướng nọ, mình đi chạy trên tướng mình cứ quên tâm mình. Nên tại sao mà lục tổ nói thấy lỗi thành tự quấy, tự mình sanh ra phân biệt, tự mình sanh ra phân biệt chứ không phải cái cảnh nó muốn mình phân biệt. Cái cảnh là cảnh, mình là mình mà rồi dính với cảnh, tại mình cứ nổi cứ phân biệt đó. Cho nên cái lỗi là ở chỗ hay phân biệt chứ không phải là ở cảnh hay ở nhân duyên. Thì cái duyên của chúng ta cái thân chúng ta cũng trên cái sanh già bệnh chết nó luôn luôn mà nó luôn luôn ra đó, chứ người ta nói già không có tu được hay là đi trẻ mới là tu được, nó cũng là do cái phân biệt của mình, do cái ngã chấp của mình. Hiếp tôn giả 80 tuổi xuất gia bị cái người trẻ chê cười nói ông già quá rồi tu gì nổi nữa, mà không, nói 3 năm kiến tánh thì 83 tuổi kiến tánh. Thì nhiều tổ cũng vậy, đều do cái đủ niềm tin tin tự tâm và do có một cái tâm á, cái niệm thống thức sanh tử, cái tâm chân thật ngay thẳng mà một hơi là thành tựu. Còn chúng ta thì nói là thông minh, thật là giỏi, hiểu biết rộng, nhưng mà lại không có dám tu tại do cái ngã chấp người ta quá sâu dày. Thì nói già thực sự ra đó là trên cái cơ thể mình hay là bệnh trên cái cơ thể mình. Nếu mà đối với sự tu á, đối với tự tánh thì đâu có sanh đâu có diệt, đâu có già đâu có trẻ đối với tự tánh. Nên nếu mà có cái niệm thống thiết sinh tử thì ở hoàn cảnh nào cũng giữ được công phu, và ở cái giai đoạn nào cuộc đời ta tuổi tác chúng ta đều có thể ngộ, đều có thể kiến tánh được nếu mà đủ sức tinh tự tâm 100% và cái công phu chúng ta đầy đủ 100% thì cái ngộ nó sẽ xảy đến 100% chắc chắn như vậy. Thì nói trên cái tập khí mà thì nói cái thân này là cái tập khí phiền não này, tập khí phiền não cho mấy khác thì sanh rồi tới già rồi tới bệnh rồi tới chết, đó cũng là cái tập khí thô đi, trên bốn cái tướng của tập khí đó, chứ không có khỏi được cái tập khí đó. Nhưng mà mình có vận dụng được trên sự công phu của mình không, thì già thì dĩ nhiên nó không bằng cái lúc trẻ, nó khác cái lúc trẻ rồi. Nhưng mà trong giống như trong Triều Luận nói người xưa chẳng đến nay, người nay chẳng đến xưa, tại mình á còn dính mắc, còn thấy sanh là thật sanh, thấy diệt là thật diệt, còn thấy già thấy trẻ, còn thấy khỏe thấy ốm, vân vân, tất cả đều còn phân biệt trên mình á, bị dính mắc trên đó mà công phu mình nó yếu, cái dính mắc mình nó quá mạnh á, nó chi phối mình.
rồi đó mình lẫn mình quên đó thì mình tức. Thật sự ra cái đó là cái bình thường, giống như đừng nói là già mới lẫn quên trẻ, mình cũng lẫn mình quên hoài. À, mà quên á rồi á mình cho là tốt, có người cho là xấu. Thật ra phải là tốt hay xấu đây, do công phu mình nó yếu á thì nó cứ khởi niệm, cứ trở về công phu, quên cũng được mà nhớ cũng được, tốt cũng được mà xấu cũng được, không là vấn đề, tại nó đều là tương đối. À, chỉ trở về cái công phu của mình, không có sợ, không sợ bị quên hoài, hay là không sợ nó cứ xấu hoài, cứ bình thường trở về công phu nghi tịnh, tức là đề thoại đầu khởi nghi tịnh. Rồi cái chướng ngại bởi vọng tưởng thì cái kia cũng là vọng tưởng, cái phân biệt cái xấu tốt quên nhớ đó cũng là vọng tưởng, cái đâu có khác đâu. Vọng tưởng mới có hai hai thứ nó thay đổi, nó cứ sanh diệt. Không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác trị, sợ mình cứ đánh mất công phu thôi, mất và kéo dài để cho vọng á, nó cứ manh khởi. À, mà không có, tức là nó cứ phiền não, nó cứ trăn trở, nó cứ khó chịu, nó cứ như thế này cứ như thế kia, thực sự ra đó là vọng tưởng luôn chứ không phải là công phu quá. Giống như Ngài Lai Quả nói, có khi nói tại sao mà ở trong thiền đường mình thọ chịu cái của cúng dường để tu mà không tu, mà cứ bị hôn trầm, cứ bị tán loạn, cứ bị phân biệt, bị ngã chấp, bị cái ý thức đánh lừa hoài, tự trách 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 đi trách lại trách hoài, sực nhớ lại tại sao không lấy cái thời gian trách cứ đó mà bỏ vào công phu, mà lại nổi thêm vọng tưởng ngay lập tức công phu. Cho đến khi mà đi vào nhà ăn cũng quên luôn ăn cơm, quên phải nhớ, rồi bị đánh mấy bạt tai rớt luôn cả chén cơm. À, biết là phạm lỗi lớn rồi, phải sám hối, nhưng mà cũng không không vì cái sinh tử đại sự, chỉ trở về công phu, có bị mất công phu hay không, thời đầu á, đề khởi có bị gián đoạn hay không, cũng phải đề lại thời đầu, niệm Phật là ai, mặc dù biết lỗi đó. À, cũng không phải thêm một cái niệm trách cứ nữa, mà cũng chỉ trở về công phu, mà cái sự chân thật công phu chứ không phải là hình thức công phu, không phải là hiện tướng công phu, không có hiện tướng hay là sự chấp trước ở đây, mà chân thật công phu ngay cái tâm trực hạnh đó. Nếu như đánh thêm cũng chấp nhận đánh thêm nữa, có lỗi mà mình lỗi đánh thì cứ đánh. Cái hồi đi ra khỏi không biết đường đi về nhà, tại do cái tâm ấy, cái sự công phu nó mạnh mẽ đến mức độ như vậy đó, thì người ta mới dù hướng về phòng đó. Thì đó là cái gì nói trên cái công phu, nói những cái công phu như vậy ai đọc qua cũng thấy thích, ai cũng ham, ai cũng muốn hết đó, mà mình thì chưa được á, bắt chước không không được, bắt chước không được do người ta chưa đủ niềm tin tự tâm, chứ không phải gì do chúng ta thực hành chưa đúng cái tôn chỉ á, ta không thể bắt chước, chúng ta phải luôn luôn củng cố niềm tin tự tâm bằng cách luôn tham học và luôn giữ công phu của mình trên cái hàng ngày chúng ta, trên sự thực tập của chúng ta, chứ không ở đâu khác cả, không ở đâu bên ngoài cả, thì vẫn cứ sao vấn đề thời đầu, ở trong hoàn cảnh nào phiền não hay khổ đau, nghịch duyên chướng cảnh gì cũng đề thoại đầu một cách rõ ràng minh bạch. Em nói vậy nghe hiểu không? Dạ hiểu ạ. Con xin cảm ơn những lời khai thị sư tăng của thầy. Dạ bây giờ mới hết giờ. Xin trả với thầy, với sư cô, với bạn đồng tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.